Chiều 14 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí thời gian qua đã đồng hành và hỗ trợ tỉnh tuyên truyền các kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời qua đó có phản ánh, góp ý, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh một số việc mà cán bộ, công chức viên chức làm tốt và chưa tốt, thiếu gương mẫu dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. Trong đó có trường hợp ông Tăng Minh Thêm Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Theo thông cáo báo chí, trước đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy có quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ năm 2020 đến 2025 đối với ông Thêm. Đồng thời có văn bản giao Ban Các sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tăng Minh Thêm. Qua thảo luận, Thành viên dự họp nhận thấy ông Thêm mặc dù là phó chánh thanh tra tỉnh nhưng không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Trung ương, của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Vi phạm của ông Thêm là rất nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang đối với ông Tăng Minh Thêm. Như người lao động đã thông tin, Tại kỳ họp lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Thêm. Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Thêm với vai trò là Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhưng chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ để phát sinh đơn tố cáo, công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan từng lúc từng nơi chưa tốt, trong trao đổi góp ý với đồng chí, đồng nghiệp còn nóng tính, thực hiện nhiệm vụ được giao tiến độ còn chậm. Cũng theo kết quả kiểm tra, Ông Thêm chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, tỉnh ủy về tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm. Mặc dù đã có vợ, có con, nhưng ông Thêm nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội, dẫn đến có đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên.